Rồi đi vô nhà. À, xe. Một xe hả? Xe là hai xe. Xe nào xe nãy để nhóc. Giật con cái nó không sạc, giạt đầu rồi. Thì về bên Thầy Ba Lô ha, lộn. Thấy không? Về hướng bên Thầy Ba Lô hả? Đi đường này luôn hả? Đường này thẳng luôn vậy? Rồi còn nhiều. Anh em mới đi có tour đầu 3 xe, còn chắc cũng 3 xe nữa. Còn cái kệ này với cái lò cơm. Ok 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 em vô liền. Đây. Còn mớ kệ. Quạt đó. Đây kệ nữa nè. Gì anh? Mấy giờ mình tháo ra, nào không được mình tháo ra, đây kệ nữa nè. Hả? Chiếc nó được. Được, được hết. Đây còn này. Còn hai kệ. Đó, còn một tua nữa là như đây. Cái quạt nữa. Đây cái phòng. Thì giờ mình đi tour nữa ướt quá mấy cái này giờ nó chưa xuống rồi để nó chở sao cái quạt rồi nè. Ờ thì cái nào kẹt thì cái thay sao chứ sao giờ không có nói mà. Anh em nhận nhộn già trên 24/24 luôn. Alo là có mặt giá cả phải chăng à, thì anh nào có nhu cầu thì liên hệ mình. Hai tour thứ hai rồi. Hai tour 6 xe à, dạ. Kệ không chắc lên tới nóc luôn. Dạ chứ chạy rồi sốc sốc nó chạy ra ngoài à. Đây xe nữa. Kệ không. Đây cũng kệ luôn. Tour thứ hai. Hai tour 6 xe, một tour 3 xe, hai tour 6 xe. Cậu mới lợi hả? Thẳng luôn, thẳng tới ngã tư quẹo trái. Lên xe. Okay. Ngất cái cùi ra luôn. Biết biết cái bên đó hả? Ở bến mà. Thì chỗ bà Úc đập lại chút xíu có tiệm quá vậy. Ừ, chỗ nhà anh Phúc gần dưới hả? Không, ở Bình Hòa xuống, anh nó nằm ngoài đây. Thì nhà hở mà đi đổ cái sân đó. Thì nhà đổ sân thì ở đó thì em biết cái đợt đi đổ này em chở qua bển chở đồ đó. Xong. Lỗ nặng.